và một hôm hoa trang trí như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có những cái đồ như là thước kẻ, keo dán. Về keo dán thì mình sẽ sử dụng keo nến nhé. Còn các bạn mà không có keo nến thì mình có thể thay bằng hồ dán, keo dán. Các loại có thể dính được dưới nhé. Đây mình có những cái cây bút màu. Một chiếc compa này. Một chiếc bút chì này. Kéo. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu. Mình có màu xanh dương, màu cam và màu hồng. Và mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh dương này trước. Đối với cái tờ giấy màu xanh này, đối với cái tờ giấy màu xanh này bây giờ mình sẽ cắt ra đây là ba hình tròn nhé. Thì các bạn sẽ dùng compa và thước kẻ xây cho mình ba hình tròn. Bán kính sẽ là 5 cm. Một hình 5 cm nè. Và một hình 3,5 cm nha. Mình sẽ cắt ba hình tròn này ra. Đây. Mình sẽ cắt ba cái hình tròn này ra nhé. Mình sẽ cắt hai hình nhỏ trước này. Cái thứ hai nhé. Mình sẽ cắt nốt cái hình tròn đây. Mình đã cắt xong được hai cái nhỏ rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt tờ giấy to này. Rồi mình sẽ cắt nốt cái này nhá. Sau khi mà cắt xong cái này thì mình sẽ đi dán nó thành một cái dây để mình có thể treo ở tường hoặc là ở cửa nhá. Ở đây mình sẽ sử dụng là màu xanh. Nếu mà các bạn nào mà thích những cái màu khác thì mình cũng có thể lấy những cái màu khác để sử dụng. Như vậy là mình đã cắt xong rồi. Giờ mình sẽ gắn hai cái hình tròn ở hai bên này nhé. Các bạn sẽ dán cho mình nhé. Mình sẽ sử dụng keo này. Giữ một lúc cho keo dính nhé.
tiếp mặt bên này. Đó. Sau khi mà mình đã gắn xong thì bây giờ mình sẽ đi cắt những cái tờ giấy màu cam. Ở đây mình có cái tờ giấy màu cam này. Giờ mình sẽ cắt ra đây là 3 hình tròn nhé. Trước khi cắt thành 3 hình tròn thì mình sẽ cắt nó thành cái hình vuông trước này. Tại vì mình sẽ cắt cái này thành hoa ấy. Và mình có thể cắt thành hình tròn hoặc hình vuông đều được. Tại vì là hình tròn hay hình vuông thì lát mình cũng sẽ gập nó lại thôi. Rồi mình sẽ, đây, mình đã cắt xong được 3 hình như thế này. Rồi mình sẽ gập nó lại. Tiếp này. Giữ. Tiếp một lần nữa này. Sau khi mà đã gập như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng kéo và cắt một đường nha. Mình sẽ làm bông hoa tròn nên mình sẽ cắt một cái đường tròn. Đó. Vậy là mình đã được một bông hoa này. Mình sẽ cắt tiếp cái này nha. Như vậy là mình đã được 2 cái này. Mình sẽ cắt sâu một xíu nhé. Và đây là cái thứ 3.